Hôm nay nhà mình ăn bún măng vịt, nhưng mà không phải là vịt mà là con ngan. Ngan mua ở shop tàu, mà con ngan này nó to lắm, nó mập, nó vàng, béo. Mình nấu bún ngan, bún măng ngan. Đi chợ sáng giờ, hôm nay đi hai chợ, chợ tàu và chợ Tây. Mấy ngày nay ở trong nhà không có đi ra ngoài, tại vì bên này đang là dịch, đang cách ly lockdown á, đang cách ly, cho nên là không được đi ra ngoài, trừ khi mình đi chợ thôi, đi chợ hoặc là phải đi làm thôi, chứ không được đi lang thang ở ngoài đường hoặc là đi ra ngoài đi tập thể dục nhá. Cho nên mình ở trong nhà 4-5 ngày rồi, bữa nay mình phải đi ra ngoài một tí, đi mua những đồ dùng cần thiết cho gia đình. Ok, và tối nay mình sẽ mời cả nhà ăn bún ngan măng nha. Hẹn gặp lại các bạn. Ngoài đường rất là vắng luôn. Nơi mình đi hai chợ, chợ Tây, chợ Tàu, để đằng sau xe đi hai chợ luôn. Đi chợ vào 2 giờ chiều. Đây là gian hàng bánh mì nóng. Bánh làm rất là nóng, mới ra lò. Cho mình lấy mấy cái nhé. Trong này, lôi ra. Đấy. Quá trời trời thịt luôn. Đây là gian hàng thịt nè cả nhà. Quá trời thịt luôn. Thịt gà, thịt bò. Đây là gian hàng bánh mì, đủ loại hết. Mình lấy dễ ăn, mấy đứa nhỏ nó thích ăn. Mình lấy 2 hộp nguyên bịch bự luôn đi. Thôi bịch nhỏ, bịch nhỏ, lấy 2 bịch thôi sao? Ăn kịp không? Shop bán đồ châu Á mình nữa, shop Ấn Độ như con nhà. Có ngò, có cà tím, có cả rau dền nữa, chắc không phải bỏ rau dền. Đậu bắp này ngon này. Mức đắng. Các bạn chắc ăn ngon nè. Ổi nữa, ổi giống như ổi xa lị Việt Nam mình á. Lấy cái trái nó vừa đó, nó ngon này, trái to nó hơi bị nhạt á. Cái này đi. Chợ về nhờ con gái nó cắt giùm mà nó bày ra nè. Đây là một nồi thịt ngan. Nhưng một con ngan luôn. Nhặt lông nó hơi cầu kỳ. Nhưng mà con ngan này rất là ngon, ngan tươi á. Rất là bự luôn, thì đã làm sạch sẽ, chặt ra rồi. Ông xã mình ướp gia vị vào đây rồi, nhìn rất là ngon luôn. Để bữa nay nhà mình ăn bún ngan, bún măng ngan. Măng vịt thì cái này là ngan, cũng giống vịt thôi. Nhìn rất là ngon luôn, thơm phức à. Và đây là măng, tí nữa mình sẽ xé nhỏ ra, rửa sạch sẽ luộc. Ngan chặt ra ướp gia vị xong rồi, mình bây giờ mình xào sơ lên cho nó thấm gia vị, cho nó thơm nha cả nhà.
ăn rồi bún măng ngan đã xong, măng quắc thì nó rất là hấp dẫn. Tô bún măng ngan đã xong rồi, mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nghe. Khói nghi ngút, thơm phức. Mời cả nhà, đây là măng này. Lấy một miếng thịt chấm nước mắm, chấm mắm gừng. Cái thịt nó thơm, nó chắc chứ nó không có mềm, nó không có hôi, nó không có bở như thịt vịt. Thịt rất là thơm nha cả nhà. Đây là măng. Móng tay mọc dài quá mà không có đi làm được. Giờ đang lockdown. Thơm. Thịt ngan này ngan tươi nó thơm lắm. Vàng ươm à. Thịt chắc mà không có bị hôi. Vịt nó hôi hơn ngan nữa nha cả nhà. Mình không có hảo đâu, không phải là tín đồ của thịt của ngan và vịt, nhưng mà ngan này ăn được. Cả nhà ơi, bún vịt ăn xong rồi, bây giờ mời cả nhà ăn trái cây với mình nghe. Thì nghe nói là ổi á, ổi là mình ăn nó sẽ tiêu mỡ bụng. Thì mình không biết, nhưng mà theo kinh nghiệm mình á, là lớn tuổi một tí thì mình ăn nhiều lúc buổi tối nó không có tiêu, cái bụng nó không có tiêu được, nó cứ đầy đầy chứng chứng. Thì mình ăn khoảng nửa trái ổi, ổi to, ổi giòn này nè, thì ngủ đi ngủ rất là thoải mái, cái bụng nó không có sình, không có chướng lên. Đó. Theo kinh nghiệm của mình như vậy, thì cứ mấy lần mình ăn xong mình ăn ổi thì mình thấy cái bụng rất là ok. Ổi này mình mua ở, cái ổi này rất là ngon, mình mua ở shop Ấn Độ có bán này. Ổi giống như ổi sa lì Việt Nam mình, nó rất là giòn luôn mà rất là ngọt. Đó. Mời cả nhà. Ôi, mình mới đâm một chén muối ớt. Mời cả nhà ăn trái cây với mình nha. Ổi nè. Để trong tủ lạnh lấy ra nó hơi lạnh. Giòn. Ổi sao lại ngon không? Giòn. Ăn cái này thích ăn với muối ớt. Chấm muối ớt vô. Trái ổi này rất là tươi, giòn, ngon. Mình lựa cái trái này rất là ngon luôn. Chiều mua.
Giờ mình cứ thử đi, bạn nào mà ăn cơm mà nó không tiêu, cái bụng nó đầy á, đi ngủ có chịu lắm. Cứ ăn nửa trái, một ngày một trái cũng được. Rồi bán cũng dễ mua mà. Sốt Ấn Độ hoặc là sốt Tàu. Mà mua sốt của gia đình Tàu với sốt Việt Nam mình nha. Giòn ngon lắm. Như là cái hồng lê của Tàu, trái này ăn tiêu mỡ này, chua lắm luôn đó. Chấm nước muối ớt vô. Ngon lắm. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Cảm ơn các bạn, cảm ơn cô chú, anh chị em và các bạn đã ủng hộ mình nha. Chúc cả nhà ngủ ngon.